Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 năm mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ồn ùn kéo tới, giàu nhanh như vũ bão. Vâng, hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, vận khí của con người luôn luôn thay đổi. Mỗi năm mỗi khác nhau thì thời vận của chúng ta cũng bị ảnh hưởng ít nhiều mà thay đổi theo. Chính vì lẽ đó, bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 năm mạng, năm 2022. Việc xem tử vi cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 năm mạng không chỉ giúp quý vị nắm rõ được vận hạn hung cát của chính mình, nó còn tạo định hướng cho quý vị trong những bước đi tiếp theo của mình trong thời gian tới đây. Trong việc xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ giúp cho quý vị biết rõ về tiền bạc, tình duyên, công danh sự nghiệp và gia đạo cũng như là sức khỏe. Qua đó thì quý vị sẽ có được cái nhìn tổng quan về chính mình. Chương trình này thì được sự tư vấn và trợ duyên của thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua chương trình này thì quý vị sẽ có được một bức tranh toàn cảnh về vận hạn của chính mình trong năm mới, năm 2022 Nhâm Dần. Cùng với đó thì thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra các phương pháp hóa giải về tử vi cho người tuổi Tân Dậu trong năm 2022 này. Và ngay sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi cho quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 năm mạng, tài lộc bấp bênh. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 năm mạng, dự báo số phận không tốt, không xấu, không hình cũng không khắc với năm Dần. Tuy nhiên, do bị nhiều sao hung tinh xâm nhập và tấn công ở cung mệnh, cho nên người tuổi Dậu sinh năm 1981 gặp nhiều lúng túng về đường tài lộc. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 năm mạng, tổng quan. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 năm mạng, dự báo các mối quan hệ của bạn trong năm không được tốt, sự xuất hiện của Chu Tước đã phá hư mọi thứ. Quý ông tuổi Dậu 41 tuổi gặp tiểu nhân vướng vào thị phi, nhất là những người đi làm công hay gặp đồng nghiệp không hợp ý, phát sinh các mâu thuẫn và tranh cãi, cạnh tranh lợi ích. Cho nên năm nay, bạn nên tránh tiểu nhân, sự ảnh hưởng của Chu Tước để cầu mong cho một năm mới tốt đẹp hơn. Hung tinh, tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 năm mạng, dự báo số phận không tốt, không xấu, không hình, không khắc với năm Dần. Tuy nhiên, do bị nhiều sao hung tinh xâm nhập và tấn công ở cung mệnh, cho nên người tuổi Dậu sinh năm 1981 gặp nhiều lúng túng về đường tài lộc. Đặc biệt là về sức khỏe, có sự áp chế của thiên ách, phá bạo bại về của cải cộng với Chu Tước trong quan hệ xã hội nên dễ gây ra rắc rối thị phi. Vì vậy, bạn nên cẩn thận hơn về ảnh hưởng của các sao xấu này đối với tài lộc của mình, kẻo để tình trạng trở nên quá tệ. Cát tinh, tuy nhiên nam mệnh Tân Dậu sinh năm 1981 không phải quá lo lắng, vận trình tài lộc của bạn trong năm Nhâm Dần cũng sẽ có mặt tốt. Tử vi số nói rằng, sự xuất hiện của các ngôi sao may mắn tử vi và long đức sẽ khiến cho nam mệnh chủ tuổi Dậu có tình cảm và sự nghiệp tốt hơn. Chỉ cần bạn có thể làm việc chăm chỉ thì tài lộc của bạn vẫn như mong đợi, có khả năng xoay chuyển tình thế, đột phá để tốt hơn. Để hóa giải những hung tinh và tăng cường cát tinh, thầy Phong Thủy khuyên quý gia chủ tuổi Dậu sinh năm 1981 cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí phong thủy chuyên dùng để nghênh đón thái tuế, hóa giải vận hạn của năm. Như chúng ta đã biết, thái tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần sát lớn nhất trong năm. Vậy nên việc mang theo lệnh phù để nghênh đón ngài là điều hết sức cần thiết để được ngài che chở và bảo vệ, giúp cho vận trình của năm được hanh thông, thuận lợi. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Tân Dậu dự báo vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sinh năm 1981, năm 2022, năm mạng khá tốt. Được ngôi sao may mắn Long Đức thúc đẩy, nam mệnh tuổi Dậu có rất nhiều cơ hội việc làm. Chỉ cần bạn chịu khó và nỗ lực thì sẽ không khó để tạo ra bước đột phá trong sự nghiệp trong năm nay. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 nam mệnh, mặc dù vận trình sự nghiệp của bạn tốt nhưng bạn cũng không nên quá kiêu ngạo,
Dù sao thì cũng có ảnh hưởng của Chu Tước lên sự nghiệp. Vì vậy, bạn nên cố gắng giữ thái độ khiêm tốn ở nơi làm việc, nếu không, không chỉ sự nghiệp khó được đảm bảo mà bạn cũng có thể bị kẻ gian hãm hại. Tài vận đánh giá 3 sao. Vận trình tài lộc của nam mệnh tuổi Dậu sinh năm 1981 trong năm Nhâm Dần 2022 cũng tương đối kém. Bạn chịu ảnh hưởng bởi hung tinh bạo bại cho nên đường tài lộc khó khăn, hay gặp suy bại, sa sút, không thể tiết kiệm mà về cơ bản thì tình hình tài chính không đủ sống. Tử vi 12 con giáp dự báo, bạn không chỉ thường xuyên gặp thất bại trong việc đầu tư, quản lý tài chính mà còn phải gánh thêm những khoản nợ khổng lồ. Điều này khiến cho nam mệnh chủ tuổi Dậu sinh năm 1981 có một cuộc sống vô cùng khó khăn. Nếu bạn không làm thêm bằng các công việc bán thời gian, tuổi Dậu sẽ đứng trước những khủng hoảng tài chính không thể nào giải quyết. Vậy nên để thoát khỏi vận hạn này, các bậc thầy phong thủy khuyên gia chủ tuổi Tân Dậu hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật và khi mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở và độ mạng, giúp cho vận trình công việc được hanh thông thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến hưng vượng, tiền bạc ùn ùn kéo về. Tình cảm đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 nam mạng có vận trình tình cảm không tệ. Mặc dù phần lớn vận may của bạn trong năm nay tương đối khó khăn, nhưng may mắn thay, sự thay đổi tốt đẹp ở mặt tình cảm. Đặc biệt là mối quan hệ với những quý ông tuổi Tân Dậu đã kết hôn, hai bạn càng trở nên khăng khít và bền chặt với sự trợ giúp của các tinh tử vi. Người bạn đời của bạn không vì vận rủi của bạn trong năm Dần mà rời đi, đây gọi là hoạn nạn gặp chân tình. Tình yêu đích thực và sự tin tưởng động viên của nửa kia khiến cho nam mệnh tuổi Tân Dậu sẽ có những chuyển hóa thành sức mạnh để chiến đấu, có thêm dũng khí vượt qua những khó khăn ở năm Nhâm Dần. Quý ông tuổi Dậu độc thân chắc chắn sẽ có cho mình một mối quan hệ khác phái bền chặt, gặp đào hoa, may mắn, sớm thoát khỏi cảnh độc thân trong năm Nhâm Dần. Bạn nên sớm tìm cho mình một bến đỗ để có thể chia sẻ những đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống, nhất là trong giai đoạn năm 2022. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 nam mạng dự báo là khá gập ghềnh. Chúng tôi cho hay bạn gặp phải sự ảnh hưởng của hung tinh Thiên Ách, thân thể vì thế mà chịu ảnh hưởng, bên ngoài thường xuyên tác động khiến cho bạn yếu đi hay bị cảm lạnh hoặc gặp tai nạn mà khiến cho thân thể không tốt. Tử vi năm Nhâm Dần 2022 khuyên cho nam mệnh chủ tuổi Tân Dậu không nên ra ngoài nhiều, đặc biệt là đi đường xa thì cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, hạn chế lái xe và tránh các cuộc xung đột nếu như không muốn gặp phải họa huyết quang. Bởi những hung họa xảy ra đối với người tuổi Tân Dậu trong năm nay là hết sức nguy hiểm. Chính vì vậy, các thầy phong thủy có khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Vòng được thiết kế dựa vào bộ tam hợp quý nhân của người tuổi Dậu. Khi mang theo vòng tam hợp bên mình, sẽ hóa giải được thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đồng thời, vòng cũng giúp tăng cường nhân duyên, hòa hợp gia đình, hòa hợp vợ chồng, cũng như các mối quan hệ làm ăn trong công việc. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 nam mạng sẽ được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1 đánh giá 4 sao. Vận trình tài lộc tổng thể của nam mệnh tuổi Dậu sinh năm 1981 tương đối lý tưởng. Trong tháng 1 âm lịch, người tuổi Dậu được năng lượng tích cực bao quanh, về cơ bản cuộc sống tương đối suôn sẻ. Ngoài ra, vận trình mùa xuân cũng rất sôi động, tuổi Dậu có thể tiếp đãi người thân, bạn bè đến thăm với tình thân của chủ nhà trong tháng này. Tuy đôi khi bận rộn nhưng bạn lại rất thích, về phương diện tình cảm tốt lên trông thấy. Tháng 2 đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 nam mạng dự báo bạn có đường tài lộc khá tốt trong tháng này. Trong tháng 2 tuổi Dậu thể hiện sức khỏe lạc quan hơn, mọi chỉ số thể chất của bạn đều bình thường, dù làm gì cũng cảm thấy thoải mái. Về cơ bản, không có khó khăn nào có thể ảnh hưởng đến bạn. Một số quý ông tuổi Tân Dậu có sức khỏe kém cũng có thể gặp nhiều may mắn trong tháng này và trở nên mạnh mẽ hơn, mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng rất tốt cho bạn. Tháng 3 đánh giá 3 sao. Tử vi tháng dự báo, đường tài lộc của nam mệnh tuổi Dậu 41 tuổi trong tháng này có chút gập ghềnh. Bị ảnh hưởng bởi bạo bại cho nên thu nhập tiền bạc của bạn trong tháng này bị giảm sút đáng kể. Không những khó duy trì được trạng thái thu nhập ổn định về tài chính
mà thường còn bị tổn thất về mặt thiên tài. Tử vi dự báo chi tiêu tiêu dùng của tuổi Dậu ở trong tháng này cũng khá lớn. Tiền bạc thường dùng vào những việc không quan trọng, dẫn đến hao tốn tiền của, thậm chí là lâm vào cảnh túng quẫn. Vì vậy, những quý ông tuổi Dậu nên quản lý tốt tiền bạc của bản thân trong tháng này, không nên tiêu xài hoang phí và thay vào đó nên tiêu dùng hợp lý, như vậy mới có lợi cho sự ổn định tài lộc của bản thân. Tháng 4, đánh giá 4 sao. Xem bói vận trình tình cảm của nam mệnh tuổi Dậu sinh năm 1981 rất lạc quan. Vận đào hoa của người tuổi Dậu tháng này rất vượng vì có cát tinh tử vi và bạn có thể gặt hái được tình yêu ngọt ngào. Đặc biệt, những người đang còn độc thân có thể quen được một số người khác phái tốt qua sự mai mối của bạn bè trong tháng này. Nếu bạn nắm bắt tốt thì tử vi số tin rằng sẽ có cơ hội thoát khỏi cảnh độc thân trong tháng. Đối với người đã có gia đình, tình cảm của hai bạn tương đối ổn định và tình cảm vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc tháng 5, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022 nam mạng, có vận trình sự nghiệp đang phát triển rất tốt. Với sự trợ giúp của cát tinh Long Đức, nam mệnh tuổi Dậu 41 tuổi đang có vận trình tốt trong tháng này và có thể dễ dàng xử lý những vấn đề nhỏ nhặt khác nhau trong công việc của mình. Đồng thời, bạn cũng được lãnh đạo trọng dụng và nâng đỡ. Hãy thực hiện và giải quyết tốt các vấn đề cho công ty và bạn sẽ có cơ hội thăng chức, thậm chí là lên chức quản lý mà bạn đã ao ước bấy lâu nay. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Dậu tháng 6 năm 2022 dự báo tổng thể tài lộc của bạn ở mức trung bình. Trong tháng này, nam mệnh Tân Dậu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Dù ảnh hưởng không lớn nhưng vẫn khiến cho tài vận của bạn bấp bênh và cần phải giải quyết nhiều thứ và khiến cho chúng ta gặp rắc rối đối với những gánh nợ. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình thì các bạn sẽ nhận được nhiều may mắn hơn, hạnh phúc gia đình và khoảng thời gian ở nhà sẽ là những điểm nhấn tốt đẹp đối với nam mệnh tuổi Tân Dậu trong tháng 6 này. Tháng 7, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2022, nam mạng, dự báo vận trình sức khỏe của bạn không mấy khả quan trong tháng này. Do sự xâm phạm và tấn công của sao hung tinh Thiên Ách, nam mệnh tuổi Tân Dậu rất dễ gặp tai nạn và nguy hiểm trong tháng này. Đặc biệt, trong thời tiết nắng nóng như là hiện tại, thì nam mệnh tuổi Dậu sinh năm 1981 được khuyên hạn chế đến vùng sông nước, đặc biệt nếu không biết bơi thì rất có thể sẽ bị chết đuối hoặc là vô tình bị thương. Vì vậy, bạn nên chú ý đến an toàn cá nhân trong tháng này, phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng để tình trạng không thể nào cứu vãn bạn nhé. Tháng 8, đánh giá 3 sao. Tử vi tháng 8, năm 2022 tuổi Tân Dậu dự báo, sự phát triển các mối quan hệ xã giao của người bạn không khả quan cho lắm. Bạn chịu ảnh hưởng bởi chu tước, dễ phạm tiểu nhân, rơi vào cục diện thị phi, bị vu khống, tung tin đồn nhảm, ảnh hưởng đến quan hệ xã giao của bạn. Vì vậy, nam mệnh tuổi Dậu nên cẩn thận hơn, chọn bạn mà chơi. Đến độ tuổi này rồi, cũng nên hạn chế ngồi lê đôi mách, không giao du với người không đàng hoàng để tránh rước họa vào thân. Tháng 9, đánh giá 3 sao. Tử vi từng tháng tuổi Tân Dậu năm 2022 dự báo, vào tháng 9, tinh thần của bạn không ổn định. Sự ảnh hưởng của tiết bạch lộ khiến cho bạn không được vui vẻ. Bạn lao đầu vào công việc và chịu mọi stress. Lời khuyên cho bạn là nên cân bằng công việc và nghỉ ngơi, đừng để bản thân kiệt sức lẫn thể xác và tinh thần. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Tử vi tháng 10 tuổi Dậu năm 2022 được dự báo khá tốt. Mối quan hệ của bạn với gia đình hai bên nội ngoại đã có bước tiến triển mới. Và trong tháng này, khối lượng công việc của nam mệnh chủ tuổi Tân Dậu không lớn. Bạn có thể có nhiều thời gian tự sắp xếp những thứ khác. Vì vậy, tuổi Tân Dậu nam mạng có thể xem xét về việc dành thời gian cho gia đình trong lúc này. Đặc biệt là khi nói đến việc hòa đồng với con cái, bạn nên có những tương tác thường xuyên với con cái trong tháng này, xây dựng mối quan hệ gia đình hòa thuận, giúp cho tài lộc ổn định và suôn sẻ. Tháng 11, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, năm 2022 nam mạng dự báo, vận trình sự nghiệp của bạn không mấy suôn sẻ. Bị hung tinh chiếu mệnh khiến cho khối lượng công việc và khó khăn của tháng này tăng lên liên tục, đặc biệt là thời điểm gần cuối năm. Bạn phải giải quyết những công việc tẻ nhạt là điều không thể nào tránh khỏi. Nó khiến cho bạn luôn luôn không có tinh thần và cảm thấy mệt mỏi. Bạn sẽ làm công việc rối tung lên vì tâm trạng nóng nảy của mình. Cho nên lời khuyên là hãy giữ thái độ lạc quan để giải quyết công việc và học cách vui trong khó khăn để ổn định phát triển sự nghiệp của bản thân trong tháng 11 này. Tháng 12, đánh giá 3 sao.
Nam mệnh tuổi Dậu 41 tuổi sẽ mệt mỏi hơn trong tháng này. Vào tháng cuối năm, không thể tránh khỏi việc bạn phải bận rộn với những công việc bộn bề trong cuộc sống như là chuẩn bị đón năm mới hay là việc chăm con cái. Vì vậy, Nam mệnh tuổi Dậu chắc hẳn là người bận rộn chóng mặt trong tháng này. Tuy nhiên, cho dù cuộc sống có vất vả hơn một chút, nhưng tuổi Dậu cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng để cho bản thân quá mệt mỏi, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe do làm việc quá sức, đến lúc đó sẽ phiền phức lớn vào sau này. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì mỗi vận hạn của chúng ta sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn luôn phải vững tin vào cuộc sống vốn dĩ đầy chông gai này, đúng không ạ? Qua phần luận giải của Phong thủy Gia Cát ngày hôm nay thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm mới, năm 2022 Nhâm Dần, và từ đó thì sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình.